Mình thay đổi cái điều gì nhiều nhất? Thay đổi nhất là nhiều nhất là tự nhiên cái mình lại có thêm một cái nghề mới nữa. Cái mới mới là gì? Công việc mới đó là những công việc mà của ba để lại. Thì anh ý lại là thấy ba còn khỏe quá. Ba đẹp trai, trắng đẹp trai lắm, rất là khỏe mà không nghĩ là ba bệnh như vậy đâu. Cho nên là nó thôi ráng đi hát thì 1-2 năm gì đó đi, rồi xong rồi bắt đầu đi tập trung theo ba, rồi mình sẽ bớt đi hát lại rồi đi theo ba. Thì ai ngờ đâu là tự nhiên ba ngất ngang vậy đâu. Rồi lúc mà khi ba mất xong rồi tới khi này nọ xong rồi anh mới với một em trai anh là hai anh em mới tập trung vô để xử lý những công việc của ba. Thì nó khó khăn khủng khiếp. Mà may thật sự là cũng có là mấy chú chứ là mấy bác á, cũng là lúc ba mất thì cũng hứa là thôi để ráng giúp đỡ cho hai đứa con của anh á, để cho nó quen biết công việc để làm. Chứ ngày hôm nay thật sự luôn anh rối, trong đầu anh rối khủng khiếp luôn, giống như trang cái màn nhện vậy đó. Đến bây giờ thì đã ổn định chưa? Cũng đã ổn bớt. Dạ. Một người em anh thì nó tiếp thu, nó vô, nó lọt vô vòng thì dễ hơn anh. Tới giờ này thì mình cũng quen được công việc bớt. Cái điều mà cô mong chờ nhất ở Châu Gia Kiệt sợ sắp tới là gì? Tôi nói nếu thôi giờ không quen ai thì giờ mới thì cưới đi. Chứ giờ lớn tuổi rồi, hát thì hò thì bây giờ là nó cũng chừng mực ở đâu. Thì nó đã để từ từ để qua tan của ba cái đã. Nếu như sau này Châu Gia Kiệt có một gia đình đó, thì cô mong Châu Gia Kiệt sẽ tìm một cái người bạn đời như thế nào? Và cô nghĩ tương lai Châu Gia Kiệt nó sẽ như thế nào? Nếu mà tìm được bạn đời nó thì được như là cứ lo lắng cho nó, rồi vợ chồng hòa đồng, rồi để đi diễn, rồi nó dễ thấy người kia. Hạnh phúc nó tự nó ấy tìm đấy, mình đâu ép nó được đâu. Nhưng mà Kiệt thì chắc chắn là sẽ không muốn ra riêng đâu. Là bởi vì khi mà trò chuyện với Kiệt thì con nhìn thấy được đây là một đứa con rất là có hiếu. Nó thì đúng là nó có hiếu lắm. Nó đến nỗi nó đi đâu nó diễn nó lạ gì ở nhà, nó dặn nó nói rồi má rồi trường với mấy anh chị nữa đó cũng ấy dặn má đi chơi chỗ này chỗ kia đi cho quay khỏa, nó sợ tụi nhà buồn á, lúc ba nó mất mất á, chứ nó giờ đi tới đâu mình cũng buồn chứ đâu có vui đâu. Chút nữa hai cô cháu mình sẽ ăn cơm với nhau nghe, sẽ còn nghe những cái câu chuyện về Châu Gia Kiệt nữa hai cô. Anh ơi, chó anh dắt em đi đâu mà chó sủa chó gì tùm lum vậy? Đi kiếm nhà. Đi kiếm nhà ở đâu mà trong ngang cùng ngõ hẻm được cái gì mà. Tới chưa? Gần tới rồi, tới rồi. Trước khi anh giới thiệu cho em biết chàng ca sĩ là ai, anh mời em giới thiệu chương trình đi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Và thưa quý vị, Ngọc Lan rất là hồi hộp bởi vì anh nãy giờ cứ đi theo anh Quốc Thuận mà sợ chó dí rồi chó sủa tùm lum là sợ lắm, mà chưa biết là anh sẽ dắt Lan cũng như quý vị khán giả đi thăm nhà của ai đây. Đây là một chàng ca sĩ tóc dài nha. Thuộc thế hệ 89X, rất là yêu mến, cuồng nhiệt ảnh. Na 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 na. Anh chàng đẹp trai. Đúng. Châu Gia Kiệt. Yes, hôm nay anh sẽ dẫn em đi đến nhà của anh Châu Gia Kiệt, một ca sĩ đã từng hát lót cho anh. Đi. Tới chưa? Tới rồi, chầm chiếc xe 10 giây. Đúng rồi. Nè, thấy chưa, thấy chữ không? Gia Kiệt. Mốt nhà em để Ngọc Lan. Gõ đi. Dạ, đào quá. Ai ta? Thiện ơi. Ê, Thiện đây. Ai vậy? Bạn già. Bạn già. Bạn khỏe không? Này, bạn Ngọc Lan. Hôm nay Quốc Thượng với Ngọc Lan đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Không biết rằng là gõ cửa và vào thăm nhà bạn được không? Chắc chắn là phải được rồi. Vô lẹ, nơi nắng quá chứ đâu. Đi. Trời ơi, dữ quá. Có phải anh đang mơ về ai? Có phải trong tim em nhạt phai? Nỡ vô tình đến thế sao người ơi? Anh cô gì? Làm anh trai của em nha anh Khôi Dĩ. Bác, vậy là làm sao bác? Bác thành thật chia buồn với con. Vậy là làm sao bác? Ngày tháng sau đó anh vẫn luôn nghĩ về em. Một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ quên em. Nhưng suốt cuộc đời có lẽ không thể
người ơi. Trước tiên là con xin phép cô cho con với Ngọc Lan được dịp ngồi đây để mà trò chuyện cùng với Châu Gia Kiệt cũng như là thăm hỏi gia đình. Cô ơi, con không biết là con xin phép lại gọi bằng cô gì ạ? Cô Xanh. Cô Xanh đi. Cô Xanh. Dạ. Bây giờ mình bắt đầu câu chuyện bằng cái cuộc sống hiện tại của anh Châu Gia Đó. Kiệt như thế nào ạ? Thật sự là bây giờ thì cái nguồn máy bắt đầu khởi động lại và chạy lại. Thì bây giờ cũng lại xuất hiện lại những tụ điểm ca nhạc rồi truyền hình xuất hiện lại. Dự định là cũng nói với mẹ rồi là chắc là sau khi hết dịch này chắc cũng phải tổ chức đám cưới mấy ấm gia đình, để mà mẹ thì mẹ mong có một đứa cháu lắm rồi. Vừa qua thì cách đây khoảng mấy tuần thì là đám giỗ đầu tiên của ba. Ba mất là cách đây khoảng một năm. Ba thì là một người công tác trong quân đội. Ba bệnh nhưng mà đổi giọng bệnh nhưng phải giấu ông nói. Ông giấu bệnh đến khi nào thì mới bác mới biết? Vô bệnh viện xong rồi mới tới thằng Thác thì nói là bệnh nặng rồi không ấy. Cô ơi, cái lúc mà cô hay tin là chú bệnh nặng như vậy, tại vì theo con được biết là trong nhà thì chú giống như là trụ cột của gia đình, thì lúc đó cô lo sợ điều gì nhất? Hồi xưa thì mình vừa sống theo vừa thờ ổng nghĩ thì gia đình thì ổng nghĩ thôi, giống như điếng hồn, tôi cũng biết tới giờ tôi cũng còn không mấy nữa. Nào giờ cũng sống thì cũng nghĩ có ổng với tôi, giờ mình nghĩ cho vợ tự tập răng vào chứ sao. Có lần là ba mình nhớ là ba nói thôi, để sắp tới này nghỉ ngơi gia đình là con cũng đừng đi diễn nữa. Ba cũng ngưng hết công việc luôn, gia đình mình đi nước ngoài du lịch một chuyến. Tại lâu lắm rồi gia đình không có đi chung, nhiều khi là hai cha con cứ giống như lâu lâu mới gặp mặt một lần. Giống như sáng bay làm tới chiều về thì tối coi như là mình đi hát, mình không có về nhà nữa. Cộng cũng có thời gian cũng không ở chung với ba mẹ, không có gặp. Ông ít khi gặp nó lắm. Ít gặp nhau lắm. Ông về thì không có nó. Nó ở nhà thì không có ổng gì đó. Nhưng mà có khi nào là bác không có muốn Kiệt tham gia trong cái giới showbiz nào? Hồi trước có. Hồi bắt đầu hồi mà năm 96-97 á. Thì lúc đó là mình mới vừa học hết lớp 12 xong. Thì ba quyết định là ba làm cái bộ hồ sơ đưa vô trường quân đội để mình học luôn. Mình học đâu có tầm khoảng được gần mấy tháng, gần năm á. Cái lúc đó đùng cái là gặp là anh Nhật Hào với Lý Hải. Đi hát chung cái đầu vui vui xong cái đấy. Anh Nhật Hào có nói em có giọng hát em tốt quá, hay là em nộp đơn em học bên cái trường âm nhạc thứ ơi. Mình nghe cũng thích, tại từ nhỏ mình có chơi nhạc cụ, chơi guitar, chơi trống rồi rồi cũng nghe anh Hào anh nói vậy rồi mình cũng kích thử, gặp anh Lý Hải mình cũng kích vô nữa. Nộp đơn vô học thử, chui vô học được mấy tháng, càng ngày đầu càng mê cái nỗi cái máu mà dân nghệ sĩ mình nó nổi lên. Cái bắt đầu cái hai trường cùng một giờ một lúc, mình đâu có thể nào mình học phải chọn hai trường, không thể nào được. Cái đầu cái 6 tháng sau trường bên của ba quân đội gửi đơn người nhà bị đuổi học, cũng về ông hỏi học hành bên sao rồi con? Dạ con vẫn học bình thường ba. Mày còn nói dốc với tao nữa hả? Cái này là cái gì đây? Thì cái tờ giấy bị đuổi học á. Đúng rồi, nó bây giờ một là mày chọn đi hát, hai là mày ra khỏi nhà tao. Thì mình mới nghĩ đó, cái ba nói vậy thôi thì mình dọn luôn, mình lấy cái ba lô mình bỏ đồ với mình đi luôn. Ba nói mày đi ra khỏi nhà tao, tao gạch tên mày ra khỏi hộ khẩu luôn. Mình quyết định mình cũng theo cái kiểu ý của mình luôn mà. Là đi liền luôn hả? Đi liền luôn. Rồi lúc đó cô làm sao cô? Thì im chứ. Nó rần luôn đó. Rần luôn. Bên thì chồng, bên thì con, giờ làm sao giờ? Mà má tội nghiệp lắm. Má không biết sao, má ngồi má khóc hoài, khóc riết à. Mà để có Châu Gia Kiệt ngày hôm nay thì phải nói là bạn phải thật sự là rất là tự hào với những gì đã trải qua. Thật sự là rất muốn nghe tiếp những cái câu chuyện về Châu Gia Kiệt đúng không? Nhưng mà bây giờ sao Lan? Giờ mình phải nấu cơm thôi anh. Nấu cơm rồi. Đúng không? Mình nói trước cho bạn nè. Thì này tháng này tháng mình ăn chay. Mình ăn chay. Cho nên mình nấu đồ chay nha. Thôi. Trời ơi, tôi đang khoái ăn chay. Đang thức ăn chay. Dạ. Dạ. Thôi giờ vậy gì nha. Vậy là anh Kiệt nấu đúng không? Anh Kiệt nấu thì giờ em ai? Em sẽ đi theo anh Kiệt. Tôi rất muốn trò chuyện với bác Xanh. Ok. Rồi vậy đi ha. Rồi.
nấu món gì vậy? Anh làm canh chua chay. Anh có phải là người thường xuyên vào bếp không? Anh cũng thích vào bếp lắm. Lâu cái anh hay thích nấu này nấu nọ đồ cho ở nhà ăn uống rồi đó. Có thời gian cũng ba đi đi quân đội á, ba đi đóng quân ở Campuchia. Mẹ thì đi buôn bán ngoài chợ. Ngoài chợ là anh ở không có được sống chung với mẹ mà sống chung với lại dì hai. Thì ở trong một cái vùng sâu vùng xa của trong một cái xã ở Đồng Nai là Long Khánh. Thì ở đó thì không có gì ăn hết, lâu lâu thì khoảng chừng một tuần thì mẹ gửi vô cho anh được mấy ký gạo. Từ nhỏ cái đi học đi bộ, một buổi sáng khoảng 4 giờ sáng học bài xong đi bộ khoảng gần 4 cây số đến 5 cây số đi học tới trường học. Cho nên cái những cái mà tự lập từ hồi nhỏ mình cũng quen rồi. Mình đã có những cái mình đã có những cái mà mình đã cái vốn có giống như vậy rồi. Cho nên là khi bị ba đuổi ra đường ở thì cái cuộc sống giống như là đi nấu mì gói đồ ăn ngoài đường trên cái chú xá thì bây giờ em thấy nó cũng bình thường, không sợ nó cũng rồi. Có gì ừ. Có, ừ. Lúc mà kìa có cô, lúc mà bác ổng, sau khi mà ổng nghe mọi người nói là bây giờ Châu Gia Kiệt đã thành công với một số cái bài hát như vậy á, lúc đó cô có chứng kiến là cô thấy bác trai ổng vui không cô? Vui chứ, vui, mình cũng hãnh diện về con mình chứ. Còn có tâm sự với cô không thì thấy nhìn biết ổng thường ít nói, nhưng mà kỳ nó ra cái bài mà nổi mà bài nhất là bài Anh Chàng Đẹp Trai đầu tiên đó. Rồi ba lúc đó là Kiệt đã đi ra khỏi nhà rồi đúng không? Ổng chấp nhận, lúc đó mới chấp nhận, còn không thì ổng không mấy. Ổng biểu nó cái nghề này giống như là sướng ca vô lội, ổng đâu có chịu. Bác thì không đồng ý cho Kiệt theo nghề này. Cô Xanh thì sao? Thì tôi phải chịu theo con thôi, mình thương con mình chịu thôi. Lúc nãy thời gian mà Kiệt đi ra ngoài á, không ở nhà nữa, thì lúc đó thì Kiệt có thường xuyên liên lạc với cô không? Cũng vẫn còn, cũng mấy nó nhiều khi nó cũng đi đi về về, nó quay về thì không có ba nó nhà nó về. Thấy tội nhất là mấy lần mà nó đi hát, mà nó xin người ta đi hát cái vô đám cưới á, trời ơi thấy chăm lắm, người ta lấy rồi người ta phải đợi chừng nào người ta hát xong hết mấy ca sĩ trước rồi mới tới nói. Đấy, tới lúc đó thấy cũng tội, nó về thấy nói. Sau cái biến cố mà bác mất chắc chắn là cô là suy sụp rất là nhiều. Con cũng muốn biết là cái giai đoạn đó, trong một năm đó, Kiệt suy sụp là chắc chắn là không làm được cái gì hết đâu. Hầu như nhà ai cũng vậy hết đó, chứ không phải là chán nản không làm gì hết đó. Con rất muốn biết là với cương vị là một người mẹ thì cô giúp cho Kiệt vượt qua những cái biến cố như thế nào ạ? Có, nó cũng nói đúng ra nó cũng thương tôi lắm. Thành ra tôi nói thôi giờ ba vậy rồi, thôi giờ mình phải tự ấy thôi. Chứ mình cũng nấy gì cả nhà nó suy sụp hơn thì giờ cũng, nó cũng mấy. Chứ giờ mình buồn thì nó đi theo nữa, nó thấy vậy nó cũng chịu nổi. Người nó đúng ra người nào cũng cần nhớ mắt tăng bằng đi. Mấy tháng trời chưa dơi luôn, giờ thì cũng hơi đỡ một tí rồi. Mà đừng ai nói tới. Cái biến cố của ba xảy ra, anh nhận thấy là mình thay đổi cái điều gì nhiều nhất? Thay đổi nhất là nhiều nhất là tự nhiên cái mình lại có thêm một cái nghề mới nữa. Cái mới là công việc mới, đó là những công việc mà của ba để lại. Thì anh ý lại là thấy ba còn khỏe quá. Ba đẹp trai, chắn đẹp trai lắm. Rất là khỏe mà không nghĩ là ba bệnh như vậy đâu. Cho nên là nó thôi ráng đi hát thì 1-2 năm gì đó đi rồi xong rồi bắt đầu đi tập trung đi theo ba rồi mình sẽ bớt đi hát lại rồi đi theo ba. Thì ai ngờ đâu là tự nhiên ba ngất ngang vậy đâu. Rồi lúc mà khi ba mất xong rồi tới khi nội xong rồi anh mới với một em trai anh là hai anh em mới tập trung vô để xử lý những công việc của ba. Thì nó khó khăn khủng khiếp. Mà may thật sự là cũng có là mấy chú chỉ là mấy bác á, cũng là lúc ba mất thì cũng hứa là thôi để ráng giúp đỡ cho hai đứa con của anh để cho nó quen biết công việc để làm. Chứ ngày hôm nay thật sự luôn anh rối, trong đầu anh rối khủng khiếp luôn, giống như trang cái màn nhện vậy đó. Đến bây giờ thì đã ổn định chưa? Cũng đã ổn bớt. Dạ. Một người em anh thì nó tiếp thu, nó vô, nó lọt vô vòng thì dễ hơn anh. Tới giờ này thì mình cũng quen được công việc bớt. Cái điều mà cô mong chờ nhất ở Châu Gia Kiệt sợ sắp tới là gì? Tôi nói nếu thôi giờ không quen ai thì giờ mới thì cưới đi. Chứ giờ lớn tuổi rồi, hát hò thì bây giờ là nó cũng chừng mực ở đâu. Thì nó để từ từ để qua tan của ba cái đã. Nếu như sau này Châu Gia Kiệt có một gia đình đó, thì cô mong Châu Gia Kiệt sẽ tìm một cái người bạn đời như thế nào? Và cô nghĩ tương lai Châu Gia Kiệt nó sẽ như thế nào?
Nếu mà tìm được bạn đời nó thì được, như là cũng lo lắng cho nó, rồi vợ chồng hòa đồng rồi như để đi diễn rồi nó dễ thấy này kia. Hạnh phúc của nó tự nó ấy tìm đấy, mình đâu ép nó được đâu. Nhưng mà Kiệt thì chắc chắn là sẽ không muốn ra riêng đâu. Là bởi vì khi mà trò chuyện với Kiệt thì con nhìn thấy được đây là một đứa con rất là có hiếu. Nó thì đúng là nó có hiếu lắm. Nó đến nỗi nó đi đâu nó diễn nó lạ gì ở nhà, nó dặn nó nói má rồi chưa với mấy anh chị nữa đó, cũng ấy dặn má đi chơi chỗ này chỗ kia đi cho quay khỏa, nó sợ tụi nhà buồn á, lúc ba nó mất mất á, chứ bây giờ đi tới đâu mình cũng buồn chứ đâu có vui đâu. Chút nữa hai cô cháu mình sẽ ăn cơm với nhau nghe, sẽ còn nghe những cái câu chuyện về Châu Gia Kiệt nữa. Hai cô giữ sức khỏe nghe. Rồi bây giờ thì mình quay ngược trở lại quá khứ với cái thời gian đầu khi mà bắt đầu mình có được những cái bài hit, bắt đầu mình ở cái đỉnh cao, thì anh có tự nhận xét về mình rằng là lúc đó là mình bỏ quên cái xuất phát điểm của mình đi, mà mình lại hưởng thụ những cái mà mình đang có. Thực sự lúc mà đang nằm trên đỉnh cao á thì mọi người hay nhìn lên không mà không ai nhìn xuống đâu. Bên cạnh lúc đó là mình quá nhiều người bu bên cạnh mình đi. Dạ đúng rồi. Cho nên mình hay quên đi những người mà người ta đang ở bên cạnh mình, lo lắng cho mình, chăm sóc cho mình những cái lúc mà mình sau lưng đó đó. Anh mất sai lầm một cái là mất đi một cái người bạn đầu tiên mà trong lúc mà mình lang thang ở ngoài đường có người bạn để giúp đỡ mình, giúp đỡ cho mình tất cả mọi thứ luôn, để mình được có một cái chỗ đứng ở trong cái đỉnh cao của âm nhạc. Nhưng khi mình tới chỗ đó rồi thì mình nghĩ từ từ thì giải quyết được cái đó, sẽ lập gia đình này nọ đồ. Nhưng mình vô tình mình làm tổn thương một cái người bạn ở bên cạnh mình. Mình cũng nghĩ là mình là người đàn ông, mà mình nghĩ mà cái tính mà giống như bất cần của mình thì nó đang giống như đang đổ châm dầu đổ lửa cho mình luôn, đang đứng như nằm trên đỉnh cao mà thôi, thì muốn đi thì đi thôi. Nhưng mà ngồi nhiều khi nằm suy nghĩ lại thì mình cũng hối hận những cái chuyện mà mình đã làm qua. Ra thì em thấy là cái quan trọng là mình dám đối diện với những gì đã qua, và biết đâu chính vì ngày xưa nó xảy ra những chuyện như vậy mà nhờ như vậy thì ngày hôm nay anh mới ngộ ra được nhiều điều, và đó giữ lại cho chúng ta một Châu Gia Kiệt ngày hôm nay rất là điềm đạm, mà lại là một người nấu ăn rất là ngon nữa, đúng không anh? Em nhớ là có một lần, hình như là trong cái trí nhớ của em là anh đi diễn ở miền Tây có một lần, và là anh chạy xe anh bị tai nạn đúng không? Nay đúng năm 33 tuổi. Dạ. Mới vừa hát Đồng Tháp xong, cái chú làm show á, chú mới hỏi là con ơi, bây giờ 2 giờ này đã 12 giờ rưỡi hơn rồi. Thì chú nói là ở bên đây là anh Bảo Trung đang kéo cho con đó, cho nên con cố gắng rồi cho tài xế đi nhanh chút xíu đi. Thì trên xe để cho anh tài xế anh chạy tự do luôn, chạy đi nhanh chút. Anh nằm ở sau cái ghế anh ngồi nghỉ chút. Thì mới vừa ngồi nghỉ ngã ra cái mở mắt ra thấy cái xe hả bay hai vòng lộn, mà nhìn thấy đi này xoay ban vô cái đùng vô nhà người ta. Nhà của cái hai cô chú đang nằm ngủ, sập nguyên cái nhà xuống tới cái giường ngủ của cô chú đang ngủ luôn. Trời ơi. Mà hên dễ sợ lần là hai cô chú đó hả không có đụng tới cái chỗ của cô chú luôn, mà sát bên cái giường ngủ của hai cô chú rồi. Mà không có thiệt hại về con người. Thiệt hại thì xe coi như là banh ta lông hết bể kiến, thủng đầu xe rồi vô hết trơn luôn. Mà có tài xế là bị đập cái đầu ra khỏi kiến bùm luôn. Tay coi như là cũng có bị sơ sát này kia rồi, cũng nặng lắm. Lúc đó là anh vẫn tiếp tục đi anh qua không cái... còn tinh thần gì hết á. À là coi như là mình báo với bên kia là mình báo là bây giờ con bị tai nạn rồi, cho nên là em sợ quá, giờ chắc có lẽ con không tới được đâu. Yeah. Cái bên đó thì chú anh Bảo Trung ảnh mới giới thiệu là nói giờ Kiệt đang bị tai nạn rồi. Thì khán giả ở đó gần 3.000 mấy, gần 4.000 người ta đang xôn xao lên, người ta nghĩ là cái đồ này có thể là quảng cáo xạo không có, cho nên bắt buộc người ta muốn ngồi đợi luôn cho coi thì như thế nào luôn. Thì lúc đó là chú Tường mới nói thôi để được rồi bây giờ để chú cho xe qua, giờ đón qua bên đó, con chỉ cần có mặt thôi không hát cũng được, để cho khán giả tin. Mà thật sự luôn là lúc đó là đón anh qua tới là khoảng chừng 1:45 rồi. Mà qua đó thì tay chân đứng cầm cái micro rung như này, mà không nói được, mà ở dưới đó khán giả có nhiều fan nó thương á, khóc rừng. Và em nghĩ là để có được cái tên Châu Gia Kiệt ngày hôm nay á thì rõ ràng là không thể thiếu một cái người gọi là người ơn của anh để đưa anh vào cái con đường này. Con đường này. Dạ. Thì đối với anh thì ai là cái người để anh có thể mang ơn nhiều nhất trong cái sự nghiệp của mình? Anh mắc nợ giống như là có hai người đó, là bây giờ là sư phụ Nhật Hào đó. Dạ.
là đã từng là giống như đi bụi đời ở ngoài đường để đi. Có lúc ban qua bên nhà của sư phụ ngủ qua bên bệnh đó nữa. Đó rồi còn một người nữa là mà phải nhớ ơn tới giờ này luôn là nhạc sĩ Bảo Lư. Sư Bảo Lư và chị Lư Anh là hai vợ chồng là nhạc sĩ, thì cũng là lúc đó tập tành, hai chồng cũng tập tành làm phòng thu. Cho nên là lúc mà anh đi ra bụi đời ra ngoài, anh bắt đầu mới làm cái môn đầu tiên thì thật sự là cũng không có tiền để làm. Cho nên làm liều đại. Thì anh Bảo Lư á, anh mới nói thôi mày, anh thấy em mà đam mê âm nhạc quá, thì anh cũng đang tập tành làm phòng thu, thì hai anh em rồi em lên đây đi rồi anh ráp vô anh làm cho em, thì lúc nào em có tiền thì em gửi cho anh cũng được. Trời ơi, cái thời điểm đó mà nghe được cái câu đó là mừng lắm đúng khủng không anh? Khủng khiếp luôn. Năm 2000, năm 2001 á. Dạ. Khủng khiếp luôn. Cho nên là cái ơn đó rồi nhớ anh Lư hoài. Rồi đến bây giờ anh trả được cái số tiền thu âm đó chưa? Cũng trả rồi chứ sao mà đưa cái mặt dày mà cái nợ tới giờ. Thật ra thì em hỏi là hỏi anh như vậy thôi, chứ trước khi mà em đến gõ cửa thăm nhà của anh là em cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về anh rồi. Và em cũng có kết bạn với lại anh Bảo Lư. Cho nên là ngày hôm nay em sẽ cho anh một cái điều rất là bất ngờ. Đợi em chút xíu nha. Này, hello anh. Em chào anh, em là MC của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà cùng với lại anh Quốc Thuận. Thì hôm nay là hai anh em của em có ghé đến nhà của anh Châu Gia Kiệt để thăm nhà anh Châu Gia Kiệt. Và có nghe anh Châu Gia Kiệt tâm sự về một cái người anh, một người ơn của anh Châu Gia Kiệt để cho anh Châu Gia Kiệt có cái tên tuổi như ngày hôm nay nha. Ô, xin chào sư phụ. Anh ơi, ngày xưa anh nghĩ như thế nào mà anh lại cho anh Châu Gia Kiệt thu album mà thu thiếu vậy anh? Dạ. Giống như là cậu rất là gần gũi, thử ra mà tới mà có tài năng thì mình ok thôi. Anh nhìn thấy cái tài năng của anh ấy. Đó, anh muốn nói gì với anh nói đi. Đây, sẵn đây ở trên đài. Hồi đó giờ cũng vậy thì cũng không có dịp để tâm sự với lại bác Lư. Và thực sự hôm nay trên đài em muốn được tấm lòng của em cảm ơn một người anh cũng như một người thầy của em đã luôn giúp đỡ cho em, lúc nào cũng nhớ ơn hết đó. Quá xúc động, quá cảm động quá. Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn tất cả các người. Dạ, em chào anh. Em cảm ơn sư phụ Lư nhiều nha sư phụ ơi. Em đã thỏa mãn về những cái sự chia sẻ của anh trong cái khoảng thời gian 20 năm làm nghề của anh rồi. Và bây giờ thì em rất là nôn nóng được nếm thử món ăn mà anh làm. Thì em đã đói bụng rồi. Bây giờ mình dọn cơm ăn cơm nha. Dọn cơm ăn cơm ha. Okay. Thì mình đi ăn cơm nha. Dạ. Yeah. Bây giờ mời người đẹp ha, Ngọc Lan ăn rồi thưởng thức thử rồi. Rồi, mời cô Xanh nghe. Con mời cả nhà. Bây giờ còn có thể cho em món này giúp. Ta thích cho món này. Cảm ơn anh. Đó rồi. Bổng, xin chào. Xin thẳng nè. Nè. Cô, nhưng mà trước đây trong cái giai đoạn mà anh Kiệm đi hát nhiều quá cô. Rồi có khi nào mà cô nấu đồ ăn quá trời luôn, thấy con mình lâu lâu được nghỉ ở nhà, cái nấu ăn quá trời mà rước cuộc vừa nấu xong cái anh ổng không về, anh không về, hoặc anh ngủ dậy cái anh thấy đồ ăn rồi mà anh bỏ đi hát tiếp. Không có, sao không có? Có hoài luôn. Có hoài luôn. Có hoài luôn. Để đồ ăn quá trời rồi mà má buồn. Từ lúc mà ba mất cho tới bây giờ cũng hơn năm mấy rồi. Ừ, hơn năm. Thì hai mẹ con có thường xuyên ăn cơm với nhau? Ngoài luôn. Ngoài luôn. Dành thời gian ở nhà ăn cơm. Có ăn cơm chung với em trai luôn không? Cũng có. Em trai thì giống như là cứ hai ngày thì thay khuyên nhau, anh em thay khuyên việc làm vậy đó. Ừ. Cũng rồi chở hai đứa cháu về nhà chơi với mẹ thường xuyên. Em thấy rằng là sau cái biến cố của gia đình xảy ra thì em thấy cái sự thay đổi nhiều nhất của anh Kiệt đó là anh dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Ừ. Trước đây thì như thế nào anh? Trước đây á, anh cứ bị cuốn vô công việc, rồi cuốn vô thực sự đâu, muốn làm có tiền nhiều, chỉ nghĩ đi làm về có má bên cạnh ở nhà rồi, lúc nào mình ra vô cũng thấy má mặt còn này kia rồi cũng cho mình không có dành thời gian, giống như thấy mặt ở trong nhà là một chuyện nhưng mà mình dành thời gian dành cho ba mẹ mình mới là một chuyện nữa. Anh có nói chuyện với mẹ nhiều hơn trước đây không? Bây giờ thì nói chuyện nhiều hơn nữa. Ừ. Có phải là do anh muốn thay ba để làm việc đó không anh? Muốn bù đắp không? Chắc chắn rồi.
Anh muốn là thay ba giống như bây giờ, giống như là anh là con trai trưởng nữa. Nhà có hai anh em thôi. Mà bây giờ thì em trai thì ở bên với vợ cũng có ở chỗ riêng, cũng có gia đình riêng, cho nên là bây giờ giống như là anh muốn là thay ba để không còn ba nữa, muốn làm cho má những cái ngày giống như má vui. Ừ. Má nói thôi mai mốt mày có vợ mày đi với mày ở chỗ khác với vợ mày đi tao ở mình cũng được. Thì con có thật ra hồi nãy cũng có trò chuyện rồi thì cô Sanh cũng có nói cái điều này, nhưng mà mình có nói là đó là điều mà cô nói, đó là những gì cô nói, nhưng mà chắc chắn vấn đề là con biết chắc chắn là Kiệt sẽ không có nghe lời. Không đâu. Bao giờ không bao giờ đó. Tại vì mình nghĩ từ nhỏ lớn giờ mình chưa bao giờ làm cho má mình vui hết, mình lúc nào cũng làm cho má buồn. Má cứ suy nghĩ hoài, má cứ nói tại sao mà con lớn rồi mà em con là không làm má buồn, mà tại sao con làm cho má buồn hoài. Mỗi khi con đi ra đường, con đi hát về khuya, má cũng không có ngủ được, không biết con mình đi đường đi về xe cộ rồi sao mà. Đó là nỗi lo của tất cả những người má, những người mẹ mà có con mà phải thường xuyên đi sớm mà về muộn. Đó thì thật sự là ngày hôm nay thì cô và nghe Kiệt nói câu là chắc chắn là sẽ không làm cho má buồn nữa. Thì cô nghĩ sao về lời nói đó của đứa con trai của mình? Nghe nó nói thì thấy cũng vui. Vui. Sau cái biến cố mà ba mất á, anh có cái điều gì khiến cho anh trăn trở, có cái gì anh chưa làm được dành cho ba hoặc là dành cho cái cuộc đời của anh? Có chứ, sao không có anh được. Trăn trở điều gì nhất? Trăn trở nhất là không có dành thời gian cho ba, giống như cũng chưa bao giờ là mình dành, mình nói là ừ ba ơi con yêu ba quá, con thương ba lắm. Mà cứ giống như ba cứ nói cái gì mình hay làm ngược lại ba hay vậy không. Đến cái ngày mà ba nằm trong bệnh viện ấy, nhớ hoài con ở đây với ba nha, con đừng đi đâu hết nha, ở đây ở đây đi, ở đây với ba và nằm bên cạnh ba đi. Có những cái gì ba con không biết, con hỏi ba nói cho con nghe. Ba là một cái người mà viết chữ đẹp khủng khiếp luôn, mà đến nỗi mà cầm cái viết lên ba hỏi ba chỉ, ba viết chữ vẽ chữ giống như trang chữ Campuchia vậy, Lân Quân viết không nổi luôn, hết sức luôn, viết không được, viết hết sức muốn nói nữa mà nói không được, viết hết sức luôn. Hỏi chứ ngồi ba nói chứ ở bên cạnh với ba đi, em con đâu rồi, không đâu rồi, má con đâu rồi. Lúc đó ba cứ sợ, sợ là giống như là hai đứa con mình với mẹ là bỏ ba hay vậy đó. Cái hình ảnh, cái cảm giác đó nằm ở trong đầu hoài. Thật như là ước gì mình quên được, quay lại được 5 năm thôi là mình sẽ theo ba, mình làm được hết tất cả những cái công việc đó. Đó chính là cái mà giá trị. Chúc mừng bạn đã nhìn thấy được cái chân giá trị bởi cái điều đó. Thương ba thì hãy cố gắng làm sao mỗi một ngày nó tốt, và ngày hôm sau nó phải tốt hơn ngày hôm nay. Đó đã là cái thành công, và đó đã là một cái hiếu đạo của một người con rồi. Yeah. Bây giờ không nói chuyện buồn nữa nè, mà chúng ta nói chuyện vui đi. Em được biết là hôm nay anh Kiệt có chuẩn bị một cái món quà anh dành tặng cho người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Mình lấy món quà đó ra không anh? Lấy món quà đi. Này. Trời ơi, cha con hồi xưa là vô bệnh viện là nói chung là lúc đó còn chứ, tỉnh táo. Bác sĩ này cũng nhiều khi mình thấy cũng tội. Chính con tôi làm tôi biết mà, nhiều khi gia đình mà có đám tang đó cũng không có đâu về được, đâu có về được. Không gì cũng bỏ đi. Tặng cho má bông hoa. Đúng rồi. Cô Sanh là khoái hoa hồng không? Má thích hoa hồng lắm. Trên cái bó hoa như có cái gì nó nặng nặng, nó có cái gì lạ lạ,
Có cái thiệt à, chắc mời cô Xanh mở ra. Má ơi, từ lúc ba mình ba mất con mới nhìn ra được gia đình mình quan trọng như thế nào. Con hứa sẽ dành thời gian bên cạnh má nhiều hơn, và con hứa sẽ không làm cho má buồn nữa. Con xin lỗi má. Má đừng buồn nữa, còn con nữa nha. Mình lớn rồi mà còn để cho má lo hoài. Con yêu má nhiều lắm. Con cho giờ kìa, con đến đây cũng là lần đầu tiên con viết thư cho má. Con xin lỗi má trong suốt thời gian làm nghệ thuật chưa giờ ngồi ăn cơm cùng với gia đình, dành thời gian đi bên cạnh má nhiều. Có bao giờ anh nói cái lời xin lỗi với mẹ về những cái sai lầm mà mình gây ra một cách trực tiếp chưa? Chưa bao giờ anh nói với má đó. Tại vì giống mình đàn ông trai á, mình ít bao giờ mà thổ thẻ những cái chuyện đó lắm. Thực sự ra là hôm nay Kiệt cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Kiệt. Đây cũng giống là lần đầu tiên mà mình được cởi mở ra trong lòng mà muốn nói nhưng mà không có nói được, không dám nói nữa. Thì tôi nghĩ là sau cái bữa cơm ngày hôm nay, cái việc này nó không phải là lâu lâu nó mới lại xuất hiện, mà hãy gìn giữ, và thậm chí là hãy cứ bày tỏ, thể hiện hết tất cả những tình cảm của mình dành cho má. Ừ, hôm cũng không má luôn chứ. Kiệt cùng với mẹ cảm ơn chương trình, là cảm ơn Quốc Thuận, một người bạn lâu năm của Kiệt, một người bạn già đi. Cảm ơn một cô gái diễn viên nổi tiếng Ngọc Lan đã tạo điều kiện cũng như là đến thăm nhà Kiệt để cho Kiệt được giao lưu, đến Kiệt được cái nói những cái gì trong lòng mình được bung ra hết cho với gia đình, với lại mẹ mình, mà chưa bao giờ mình dám nói mình làm được cái điều này, chưa bao giờ mình dám làm. Và xin chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được mạnh khỏe, và Kiệt muốn nhắc cho các bạn nữa là những ai còn cha còn mẹ, hãy làm những cái gì cho ba mẹ mình vui đi, chứ không kịp, không dễ tàu đó. Từ từ nữa. Chúc cho bạn Hiền sẽ thành công trong tất cả những dự án, và qua năm sau tôi phi hành đám cưới cho già Kiệt. Trong cái tiệc cưới đó tôi sẽ đóng một vai trò rất quan trọng, mà vai trò gì đám cưới đi rồi biết nha.